có gì biến đổi và kỳ lạ như cát, cũng giống như con người. Ông đã dành những dòng thân yêu nhất khi viết về quê hương Quảng Bình, miền gió lạng cát trắng. Sau khi đi gần hết một vòng đời thế kỷ, gần 100 năm, ông trở lại quê nhà. Vị tướng của cuộc trường chinh giải phóng dân tộc trở về, duyệt đội ngũ các chiến binh trong làng. Người lính già xuất ngũ ôm lấy ông, báo cáo anh Văn, em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Về Bắc Bó, về với suối nguồn, hoa thủy miên bừng nở. Ông nói với chúng tôi thường trở lại Bắc Bó, nơi làm việc đầu tiên của bác từ những ngày tổ quốc còn chưa có một tấc đất tự do. Phong cảnh với tôi biết bao thân thiết, gợi nhớ những ngày cách mạng còn trứng nước, những kỷ niệm không phai mờ. Tôi nhớ tới bác, tới suối nguồn cách mạng. Nó tạo ra sức mạnh của con người, sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của tất cả chúng ta. Cũng từ suối nguồn Bắc Bó, ông đã bắt đầu cuộc đời chiến sĩ, cuộc đời một vị tướng cầm quân suốt cuộc trường chinh thế kỷ. Ông nhớ lại giữa những hàng cây xa xa cao vút, giờ đây còn tấm bia kỷ niệm, đội quân xếp hàng làm lễ tuyên thệ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay, núi rừng âm vang tiếng hô của các chiến sĩ, thề hy sinh tất cả cho Tổ quốc Việt Nam, thế chiến đấu đến cùng cho ngày giải phóng. Hai ngày sau, đội quân cách mạng đã tiêu diệt gọn hai đồn địch Khoai Khắt, Nà Ngần. Mùa thu Cao Bằng. Rừng cây rẻ đang mùa thay lá. Nghe thấy tiếng quả rẻ rơi trên lá khô, gai rẻ sắc gợi lên nỗi nhớ những bàn chân đi đất của đội quân cách mạng xuyên rừng mùa thu năm 1945 tiến về Tân Trào. Thời gian trôi qua như giấc mộng, thoáng thôi mà đã một thế kỷ, một đời người. Ông thường hay đọc lại những dòng hồi ký về Cao Bằng, về những người cùng sống với ông ở chiến khu cách mạng. Dù nhớ thương nhau đến mấy, nhưng nhiều người đã không thể chờ đến ngày gặp mặt. Gặp lại người hôm nay, ông như muốn khóc khi nhớ tới những tướng lĩnh, những bạn bè chiến đấu của ông ngày xưa, những người con của Cao Bằng. Làm sao quên được bát cơm hạt gạo của dân trong những ngày khó khăn gian khổ. Xin tạ ơn. Mỗi khi nhớ lại những giây phút thiêng liêng trọng đại nhất của lịch sử của đất nước, ông nói, đúng như lời tiên đoán của bác, giải phóng quân đã phát triển nhanh chóng, cùng với toàn dân đưa cách mạng tháng 8 đến thành công. Đó là quân đội nhân dân, bộ đội cụ Hồ, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của dân tộc, là quân đội của dân, từ dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân đội đó không kẻ thù nào có thể tiêu diệt, vì nó thuộc về sức mạnh bất diệt của nhân dân. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tính mạng và tài sản ra để bảo vệ nền tự do độc lập ấy. Cả dân tộc hướng về Bác Hồ, hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về chính quyền cách mạng còn non trẻ.
Trong chính phủ lâm thời, ông được giao giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đảng còn giao cho ông làm Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội, lãnh đạo trực tiếp các lực lượng vũ trang. Quân Pháp núp bóng quân Anh nổ súng tái xâm lược Việt Nam, khói lửa đau thương tràn ngập xóm làng, Nam Bộ vùng lên kháng chiến. Một lòng vì hòa bình, nhưng với cương vị là một người lính ra trước mặt trận, ông đã từng phát biểu trước phái đoàn Pháp ở hội nghị chủ bị Đà Lạt những lời như sau: các chiến sĩ Việt Nam đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc, nên chỉ có thể chấp nhận hòa bình trong công bằng và danh dự. Được chính phủ giao nhiệm vụ dẫn đầu phái đoàn thị sát mặt trận phía Nam, ông có dịp trở lại cố đô Huế, nơi xưa kia đã ghi dấu biết bao kỷ niệm thời tuổi trẻ của ông. Ông kể lại: trường Quốc học là nơi tôi đã có những người bạn học thân thiết như Nguyễn Chí Diểu, Khải Triều, Nguyễn Khoa Văn. Đó là những người bạn đã cùng với tôi tìm thấy ánh sáng của cách mạng, đã cùng tôi tham gia cuộc đấu tranh bãi khóa của trường tháng 4 năm 1947. Khi tôi trở về, Huế phong kiến ngày xưa đã thành dĩ vãng. Ông thường kể lại những kỷ niệm về cụ Phan Bội Châu, những ngày cụ bị giam cầm an trí ở Huế. Cụ là một trong những nhà yêu nước Việt Nam lớn nhất thế kỷ. Ông thường cùng với bạn bè lui tới căn nhà xưa của cụ Phan, nghe cụ nói những lời tâm huyết. Ông hiểu nỗi đau lòng của nhà chí sĩ, bơ vơ, đơn chiếc, không tìm được con đường cứu nước. Những lời của cụ như tiếng kêu của con chim quyên nhớ nước. Quyên huyết sơn hà, vân cộng bích, quốc kêu tiếng máu nhuộm non sông. Hà Nội, thời tuổi trẻ là những trang đẹp nhất của cuộc đời ông, với cách mạng, với tình yêu ban đầu, với ngôi trường Thăng Long và những người học trò yêu mến của ông. Hơn một nửa thế kỷ sau, ông có dịp trở về thăm lại trường tư thục Thăng Long, gặp lại các học trò cũ của ông. Các em ngồi xuống, hôm nay buổi học của chúng ta lại bắt đầu. Lớp học vẫn như xưa, dù một thế kỷ đã trôi qua và học trò của ông giờ đã thành những cụ già. Ông tiếp tục bài giảng với các em sau cả một quãng đời xa cách. Đó là tất cả những gì mà tuổi trẻ của ông đã hiến dâng cho cách mạng. Ông đã sống những năm sôi sục phong trào đấu tranh ở Hà Nội, tham gia các hoạt động văn hóa và báo chí. Ông viết cho các báo Tin Tức, Tiếng Nói Của Chúng Ta, Lao Động và nhiều tờ báo cách mạng khác. Trong phong trào Đông Dương Đại Hội, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ. Những bài báo và tác phẩm của ông, trong đó có tác phẩm Vấn đề Dân Cày, viết chung với Trường Chinh, đã gây tiếng vang lớn trong nhân dân và tầng lớp trí thức tiến bộ trong nước. Ông đã gắn bó với Hà Nội một thời tuổi trẻ và sau này, trong những giờ phút khó khăn nhất của đất nước, của cách mạng. Mùa đông năm 1946, thủ đô Hà Nội bừng bừng ý chí chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ông nhớ lại những ngày đêm trên chiến lũy cùng với các chiến sĩ tự vệ sống chết với thủ đô. Hà Nội bé nhỏ và kiêu hùng, không chịu làm nô lệ, quyết đứng lên chống lại đội quân đế quốc hùng mạnh, mở đầu trang sử oanh liệt của cuộc kháng chiến bảo vệ tự do độc lập. Đêm 19 tháng 12 năm 1946, toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tiếng súng vang dội cùng với lời kêu gọi của Bác Hồ: chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Những chiến sĩ quyết tử của Hà Nội Liên Khu 1
những người rất yêu đời nhưng không sợ chết đã dồn kẻ thù vào một trận đánh kinh hoàng, đã thề thủ đô chiến thắng quân thù. Hùng khí Thăng Long Hà Nội mãi mãi ngàn năm. Sau 60 ngày đêm chiến đấu, những chiến sĩ bảo vệ thủ đô vượt sông Hồng lên đường kháng chiến. Cả đất nước bước vào cuộc trường chinh theo tiếng gọi của Bác Hồ. Cố gắng sức ra khỏi mùa đông lạnh lẽo, ta sẽ gặp mùa xuân. Hà Nội thủ đô đã trải qua cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ, nhưng vẫn tồn tại và tươi đẹp. Trận đánh hào hùng 60 ngày đêm đã đi vào lịch sử như một trong những chiến công oanh liệt nhất của Thăng Long Hà Nội nghìn năm. Trận Hà Nội kéo dài trong 2 tháng, giữa một bên là quân đội chính quy hiện đại có đài Bác xe tăng của Pháp, một bên là nhân dân vũ trang, các đội tự vệ, đội cầm tử và những cái đơn vị mới thành lập của quân đội ta, mà kéo dài trong 2 tháng chứng tỏ cái tinh thần là quyết chiến quyết thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam. Cái trận này là một trong những cái trận hiếm thấy trong lịch sử quân sự của các dân tộc. Thế còn cái cuộc rời đô mà hoàn toàn là tốt đẹp, trọn vẹn từ Hà Nội lên đến Tân Trào cũng là một cái cuộc rời đô hiếm thấy. Ta lại về Tân Trào. Bác nói, mùa đông năm ấy, 56 tuổi, với cây gậy trúc và đôi dép cao su, người lên đường đi kháng chiến, cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất. Việt Bắc trở thành thủ đô kháng chiến, thành trái tim của cả nước. Những kỷ niệm về Bác còn khắc sâu trong tâm hồn ông, cùng với những tình cảm thắm thiết của tình đồng chí, đồng đội, tình anh em ruột thịt trong những năm kháng chiến gian khổ, chiến đấu trong vòng vây của địch. Cả nước chung một quyết tâm, một tinh thần diệt thủ cứu nước, hy sinh dũng cảm tuyệt vời, lập nên những chiến công lớn. Là đại tướng tổng tư lệnh quân đội nhân dân, ông đã tìm một phương thức chiến đấu phù hợp để vừa tiêu diệt địch, vừa xây dựng lực lượng. Ông luôn nhớ tới những kỷ niệm về Bác trong những ngày kháng chiến, giữa những chiến dịch gian khổ và ác liệt. Người là nhà chỉ đạo có tầm nhìn chiến lược thiên tài. Ở chiến dịch biên giới, được sự tin tưởng của người, ông đã có một quyết định có ý nghĩa sống còn, thay đổi mục tiêu tiến công từ Cao Bằng xuống Đông Khê, bảo đảm cho chiến dịch hoàn toàn thắng lợi. Ông nhớ lại, một buổi sáng đầu tháng 10 năm 1953, tôi từ cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh tới nơi Bác ở. Căn nhà này là nơi Bác thường họp Bộ Chính trị. Cuộc họp ngày hôm ấy đã quyết định một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử, chuẩn bị tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc họp với Quân ủy Trung ương, tôi nhắc lại lời của Bác, trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Khí thế chiến đấu của bộ đội lên cao chưa từng thấy, 9 năm gian khổ, trận đánh này nhất định phải thắng. Riêng tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này rất nặng. Đây là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân đánh giặc của tôi. Đó là quyết định thay đổi phương châm tác chiến chiến lược từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Ta đã dành cho kẻ địch một đòn bất ngờ lớn nhất là không chấp nhận một cuộc tổng giao chiến chớp nhoáng với toàn bộ lực lượng viễn chinh tinh nhuệ náu mình trong tập đoàn cứ điểm kiên cố, mà tiêu diệt dần từng trung tâm đề kháng của địch với thế mạnh áp đảo trong từng trận đánh, đồng thời siết chặt trận địa chiến hào, triệt nguồn tiếp tế cho tới lúc tập đoàn cứ điểm nghẹt thở. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi, kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp. Nhiều năm sau ngày chiến thắng, ông có dịp trở về thăm lại Điện Biên. Ngày ấy ông mới 43 tuổi. Các chiến sĩ theo ông đi đánh trận gọi ông bằng anh. Anh Văn ơi, anh cho em bắt tay anh một cái, chiến thắng rồi. Một chiến sĩ đã gọi ông như vậy. Suốt đời thương nhớ các em, những đồng đội thân yêu, suốt đời thương nhớ.
Mùa mưa năm nay đến sớm, không thể nào quên được những cơn mưa đầu mùa hè năm 1953 ở Điện Biên, những chiến sĩ trong chiến hào ướt sũng. Chiến công vĩ đại của dân tộc ta, nhưng mà rất thương tiếc các anh em là ngã xuống đấy. Tôi lên thường là tôi đi thắp hương mộ các chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ trên đồi A1. Thì có thể thấy là cái sức mạnh của một cái dân tộc, một quân đội mà đã có tinh thần yêu nước, có tinh thần không gì quý hơn độc lập tự do, thì có một cái đảng lãnh đạo như Đảng Cộng sản và có Hồ Chủ tịch, thì có thể thường tôi nói có thể làm những cái việc tượng trưng như không làm được. Mà tôi thường nói sao là tôi thường nói là biến lịch sử thành huyền thoại, biến huyền thoại thành lịch sử. 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương, lực lượng Ba Thứ Quân được xây dựng đã ngày càng lớn mạnh, tiến lên chính quy hiện đại. Cùng với quân giải phóng miền Nam, người em oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới. Nhìn lại những năm tháng đời mình, ông thường hay nghĩ tới hình ảnh của người chiến sĩ, những đồng đội của ông, những anh bộ đội cụ Hồ, những đứa em cần cù, chăm chỉ, từ nông thôn ra đi, cùng với ông làm lụng và đánh giặc. Lịch sử chưa thể nào có được những người lính chân chất, dũng cảm, trung thành, hồn nhiên như vậy. Ông yêu những chiến sĩ của mình bằng tình anh em ruột thịt. Ông xứng đáng là người anh cả của quân đội, như toàn quân vẫn gọi ông bằng hai tiếng, anh Văn. Trước những đứa em, những chiến sĩ vô tư và hồn nhiên ấy, lòng ông luôn nặng trĩu lo âu. Ông biết rằng trận chiến đấu sắp tới sẽ vô cùng ác liệt, tổn thất hy sinh không thể nào tránh khỏi. Trước tổ quốc, trước nhân dân, ông luôn tự hứa phải giành bằng được thắng lợi, nhưng phải hạn chế cao nhất sự hy sinh, xương máu của các chiến sĩ để cùng các em ngày chiến thắng trở về. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lịch sử đã ghi nhận trí tuệ của một tập thể tài năng chói sáng ở thời điểm quyết định, với những quyết sách chiến lược, chỉ đạo, điều hành, tổ chức, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đưa cuộc chiến đấu đến ngày toàn thắng. Nhớ là những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, không thể nào quên những đau thương tột cùng mà tổ quốc ta, nhân dân ta phải chịu đựng. Không thể nào quên chúng ta đã phải đương đầu với một cuộc chiến tranh hủy diệt có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Chỉ cần lùi bước, cả dân tộc chúng ta sẽ không còn. Bằng sức người bền bỉ và chịu đựng, bằng văn hóa và trí tuệ Việt Nam, làm nên sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã đánh và quyết thắng. Cách đánh Việt Nam hay học thuyết quân sự Việt Nam là toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc, Bắc Nam cùng một chiến hào, tất cả cho ngày chiến thắng. Bằng tầm nhìn chiến lược, ông đã nhìn ra con đường huyền thoại xuyên suốt Trường Sơn, một tuyến đường mòn bom đạn trên mặt đất cũng như trên biển, tiến lên thành một tuyến vận chuyển chiến lược bằng cơ giới, đập tan âm mưu của Mỹ nhằm bóp nghẹt cách mạng miền Nam. Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại ghi dấu chân ông đến tận ngầm Tà Lê, tận đèo Cù La Nhích, động viên bộ đội, chỉ thị cho binh đoàn Trường Sơn mở đường, đưa đại quân, đại xa, đại pháo thần tốc tiến vào chiến trường miền Nam, giành thắng lợi cuối cùng. Là một vị tướng cầm quân, ông đến tận nơi diễn ra chiến dịch đường 9 Nam Lào, đến mặt trận cửa Việt, trực tiếp chỉ đạo chiến dịch Quảng Trị. Hình ảnh của ông là niềm động viên sâu sắc với tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ ngoài mặt trận. Ông gắn bó với thủ đô Hà Nội suốt cuộc chiến đấu ác liệt, cùng quân dân thủ đô làm nên chiến công rực rỡ 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Được sử dụng B-52 cùng không quân chiến thuật ném bom đánh phán liên tiếp hết đợt này đợt khác, thủ đô chìm trong khói lửa. Cuộc chiến đấu diễn ra ngày càng ác liệt, tổng hành dinh làm việc hết sức khẩn trương, trí tuệ Việt Nam tập trung cao độ quyết chiến đấu và chiến thắng khoa học kỹ thuật quân sự của đế quốc Mỹ.
Ông đã nhiều đêm thức trắng làm việc với các đồng chí chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng không tìm ra cách đánh tiêu diệt địch. Ông nói lời kêu gọi với các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội. Cả nước đang hướng về Hà Nội, toàn thế giới đang hướng về Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sĩ phòng không. Và đã bắn rơi B-52 của địch trên cánh đồng Phủ Lỗ, ngoại thành Hà Nội. Còn ngõ ổ B-52 đã không còn bất khả xâm phạm. Địch điên cuồng dồn hết lực lượng tấn công hủy diệt. Cuối cùng, sau 12 ngày đêm khói lửa, đã phải khuất phục chịu thua trên bầu trời Hà Nội. Mừng chiến thắng, ông bỗng nhớ tới lời tiên đoán của Bác Hồ. Bác nói, phải dự kiến trước mọi tình huống. Nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Nhà con rồng, tổng hành dinh, nơi đã chứng kiến cuộc họp lịch sử, quyết định đòn chiến lược cuối cùng, tấn công và nổi dậy giải phóng miền Nam. Số phận của chế độ Sài Gòn đã được định đoạt. Quyết tâm của Bộ Chính trị cổ vũ mạnh mẽ nhiệt tình cách mạng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Ông nhớ lại những ngày tháng 3 năm 1975, cả đất nước như cơn bão táp ào ào xung trận với một khí thế tiến công chưa từng có, tất cả trong ngày toàn thắng. 25 năm sau ngày chiến thắng, suy ngẫm về học thuyết quân sự Việt Nam, ông nói, cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là một thành công của học thuyết quân sự Việt Nam, độc lập và tự chủ, thông minh và sáng tạo, đó là nét nổi bật. Trong những năm kháng chiến, các tướng lĩnh Việt Nam tiếp thu tinh hoa quân sự thế giới, nhưng đánh thì theo cách đánh Việt Nam, chính vì thế mà chúng ta đã thắng. Sau chiến thắng Tây Nguyên, được sự nhất trí của Bộ Chính trị, ông đã chủ trương mở chiến dịch Huế Đà Nẵng, tiêu diệt toàn bộ quân khu Mộc Ngụy, đập tan âm mưu của địch co cụm về giữa Sài Gòn. Ông đã kịp thời ra lệnh tranh thủ thời cơ giải phóng Trường Sa, một quyết định mà sau này mới thấy hết được tầm quan trọng của chiến lược. Thần tốc và táo bạo, ông đã đồng thời thành lập cánh quân phía Đông, mau chóng tấn công tiến về Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập. Ông kể lại, 11 giờ 30 phút, tổng hành dinh nhận được điện của tướng Lê Trọng Tấn, cờ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Ông nhớ lại, 25 năm đã trôi qua, mà ngày lịch sử ấy vẫn hiện lên đậm nét trong ký ức của tôi như mới hôm nào. Bỗng trào nước mắt khi nhớ tới hình ảnh Bác. Giá như còn Bác, còn đông đủ bạn bè anh em đồng đội, những người đã vĩnh viễn ra đi trước ngày chiến thắng. Giá như còn tất cả. Trong nỗi nhớ của ông, tất cả vẫn còn. Xây dựng hay là bảo vệ Tổ quốc thì tôi không thể không nhớ đến các đồng chí cán bộ đã cùng làm việc ở trong cơ quan lãnh đạo, trong Bộ Chính trị, trong Quân ủy, trong Bộ Tổng Tư lệnh. Bây giờ là còn cũng không bao nhiêu. Cái con mà phần lớn thì là ra đi. Tất cả những người đã ra đi luôn dành cho ông những tình cảm thương yêu, tin tưởng và hy vọng. Thương yêu của đồng bào chiến sĩ, của cán bộ đối với tôi, đó là cái nguồn cổ võ lớn nhất, là để trong lúc thắng lợi, trong lúc khó khăn giúp tôi làm tròn cái nhiệm vụ trong thời chiến cũng như trong thời bình. Vì vậy cho nên là tôi là thấy cái công hiến của mình nó chỉ khiêm tốn. Nói như người trưởng còn nói là như một giọt nước trong cái biển cả mà thôi.
Nước đã đánh giá rất cao những cống hiến của ông, trao tặng ông nhiều huân chương cao quý. Ông là đại tướng tổng tư lệnh, nhưng cũng là một trong những nhà văn hóa lớn của Việt Nam, là tác giả có hơn 70 tác phẩm, trong đó có những cuốn nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Trong công tác ngoại giao, ông là một trong những nhà lãnh đạo được các bạn bè đồng chí, đại diện các nước trên thế giới yêu mến và kính trọng. Trong những cuộc gặp gỡ thân tình với các nhà lãnh đạo các nước anh em, trí tuệ và tình cảm chân thành của ông luôn đem lại cho mọi người niềm tin tưởng sâu sắc và tình đoàn kết giữa các dân tộc, tình hữu nghị thắm thiết lâu bền. Ông rất quan tâm đến công tác văn hóa văn nghệ, yêu mến và quý trọng những nhà trí thức và văn nghệ sĩ. Ông đánh giá cao những giá trị của văn hóa, dân tộc và thế giới, ủng hộ nhiệt tình những công trình văn hóa phục vụ nhân dân. Năm 1978, là Phó Thủ tướng Chính phủ, ông chuyên tâm chỉ đạo công tác khoa học giáo dục và có nhiều cống hiến quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học giáo dục trong thời đại mới. Ông có những người bạn thân thiết ở trong và ngoài nước, dù với ai và ở đâu, khi tiếp xúc, ông đều để lại một ấn tượng sâu sắc về tầm vóc và bản lĩnh của một vị tướng tài năng, giàu trí tuệ và phẩm chất của một nhà văn hóa. Ông kể về cuộc gặp gỡ với Robert McNamara. Ông ta nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới hai thời Tổng thống Kennedy và Johnson, một trong những kiến trúc sư của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong câu chuyện, tôi nhận xét, trong cuốn hồi tường của ngài có một điều mà tôi cho là đúng, đó là Mỹ đánh Việt Nam mà không hiểu Việt Nam, không hiểu nền văn hóa Việt Nam. Cuối cùng thì ông ta cũng đã nhận ra được một chân lý, tiếc là đã quá muộn màng. Đoàn chính phủ Pháp thăm nước ta, Tổng thống Pháp trước đây Mitterrand có hỏi ông, chúng tôi định lên thăm Điện Biên Phủ có nên không? Ông đáp, nên chứ, rất nên, vì đó là một cử chỉ xây dựng, thắng lợi của Việt Nam cũng là thắng lợi của hòa bình. Phải trải qua những thử thách, những đau khổ tột cùng, người ta mới ngộ ra được cái sâu xa nhất của văn hóa con người. Cuộc đời ông chân thành và giản dị, thật thanh thản và cởi mở, thật vô tư, nhưng hình như ông không quên một điều gì. Kỷ niệm xưa về những người thân yêu nhất của gia đình đã hy sinh, còn mãi trong trái tim ông. Chiến tranh đã đi qua, một thế kỷ cũng đã đi qua, nhưng với ông cuộc đời vẫn còn trước mặt, với biết bao điều suy ngẫm, bao việc đáng làm. Những người dân Quảng Bình quê ông bao đời nay vẫn phải trồng cây ngăn cát, vùi lấp ruộng vườn, nhà cửa làng mạc. Có bà mẹ anh hùng hơn 40 năm đã trồng hàng nghìn cây phi lao ngăn cát. Nếu không có chiến tranh, có lẽ ông đã không là đại tướng. Có lẽ ông sẽ là một thầy giáo, một nhà nghiên cứu hay một người trồng cây trên cát. Và như thế, có thể ông cũng vẫn là một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ này. Vì ông là một vị tướng có trái tim yêu thương con người, trái tim nhân hậu.